Thưa quý vị, liên quan tới những thua thiệt của nước Nga trong những ngày gần đây trước những sự trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Đó là lý do khiến cho nước Nga đến bây giờ đã phải sử dụng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán trong các giao dịch quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc cho hay, tập đoàn vận tải FESCO của Nga giờ đây đã chấp nhận thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của khách hàng bởi các cái lệnh trừng phạt quốc tế chống lại nước Nga. Ngoài ra, tất cả các khoản thanh toán và thanh toán bằng đồng rút của Nga có thể được xử lý bình thường. Thưa quý vị, FESCO là một cái công ty điều hành các cái cảng biển, bến cảng và đội tàu vận tải biển. Như quý vị đã biết, phương Tây đã cắt đứt các cái giao dịch nền kinh tế của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế bởi vì cái cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Đó là lý do nhiều nơi người ta đã đưa ra các cái lời kêu gọi các cái công ty quốc tế cần phải chấm dứt việc kinh doanh giao dịch với Nga. Tuy nhiên, một số quốc gia chưa tham gia vào các hành động này, bao gồm cả Trung Quốc và đồng tiền của Nga trong những ngày qua, đặc biệt là đồng rúp, đã mất giá trong vòng một tuần hơn gấp đôi bởi những cái lệnh trừng phạt. Trong khi đó, thưa quý vị, đồng rúp của Nga đã mất giá hơn 200%. Đó là lý do Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng cái lãi suất từ 9% lên 20%. Và thưa quý vị, điều đó chắc chắn cái vốn hóa của thị trường chứng khoán Nga coi như đã mất khẩu. Như quý vị đã biết, khi nguồn tiền dự trữ của Nga bị đóng băng, trong lúc chi phí cho cuộc chiến tranh này cần rất nhiều tiền. Đó là lý do nước Nga đã tăng lãi suất gửi tiền tiết kiệm lên tới 20%. Và ít có ngành nghề kinh doanh nào hiện nay, không chỉ ở Nga, trên toàn cầu cũng vậy, có thể đạt được cái lợi nhuận tới 20%. Trừ những cái ngành nghề được cho là đặc biệt, được nhà nước ưu đãi mà thôi. Thế nên người dân và doanh nghiệp thay vì kinh doanh làm ăn, họ đã đổ xô gửi tiền vào ngân hàng trung ương. Nhưng phần lớn số tiền huy động đó không phải là để phục vụ sản xuất kinh doanh, mà để phục vụ chiến tranh. Và thưa quý vị, người ta nói Putin sẵn sàng đánh một cái ván bạc có thể mất trắng nền kinh tế Nga. Bởi vì nếu phục vụ sản xuất kinh doanh thì chẳng có một cái cơ sở kinh doanh nào có thể đạt được lợi nhuận khi mà số vốn lãi suất cho vay còn cao hơn cả tín dụng đen. Trong lúc các lệnh cấm vận của nhiều nước trên thế giới đã khiến cho nền kinh tế Nga sụt giảm, đặc biệt nhiều ngân hàng lớn đã bị thổi bay đến 80% vốn hóa. Một mặt huy động tiền gửi lãi suất cao, một mặt vốn hóa bị thổi bay từ 20 đô cho một cổ phiếu nay chỉ còn hơn 1 đô cho một cổ phiếu. Một cái câu hỏi đặt ra là thử hỏi các ngân hàng Nga lấy gì để trả tiền lãi cho khách hàng, chứ đừng có nói tới cái việc trả tiền gốc cho họ. Đó là chưa kể tới các cái đòn trừng phạt tiếp theo của nhiều nước. Rồi tới đây, một ngày không xa, một cái câu hỏi đặt ra cho giới chức Điện Kremlin, đó là họ sẽ chống đỡ như thế nào để duy trì được nền kinh tế Nga hiện nay. Đó là chưa kể tới cái vấn đề tài sản của các cơ quan nhà nước, các cái quan chức, các cái tài phiệt Nga ở nước ngoài không những bị đóng băng, thậm chí các nước phương Tây quyết định tịch thu, thì thử hỏi lúc đó kinh tế Nga, cuộc sống của người dân Nga sẽ đi về đâu. Đó là chưa kể tới một cái điều mà người ta đã dám nghĩ tới, đó là nếu như Ukraine chiến thắng trong trận chiến này thì lập tức Ukraine sẽ yêu cầu nước Nga và Putin phải bồi thường cho họ những cái khoản bồi thường chiến tranh, thì chắc chắn lúc đó nguy cơ nền kinh tế Nga sẽ vỡ nợ là rất cao. Thưa quý vị, có nhiều người cho rằng chạm chết thì trôi bằng hà, có nghĩa là kinh tế Nga kiệt quệ thì thế giới cũng liều xiêu. Thưa quý vị, đó là một cái điều chính xác. Bản thân chúng ta trong những ngày này, mỗi giờ, mỗi ngày, chúng ta đang dần dần ngấm những cái hậu quả của cuộc chiến tranh. Nó sẽ ảnh hưởng tới chi phí cuộc sống của mỗi người. Bởi vì chiến tranh của Nga và Ukraine trước mắt là giá dầu tăng rất cao. Và điều đó, chi phí logistics, vận tải hàng hóa sẽ tăng cao. Và một cái hệ quả là hàng hóa sẽ tăng giá và nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, có những người cho rằng quy mô của nền kinh tế Nga thậm chí không bằng Hàn Quốc, chỉ xấp xỉ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc mà thôi.
Nhưng điều đó, thưa quý vị, chúng tôi khẳng định ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi người. Và thưa quý vị, những cái đòn trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và các nước châu Âu đã khiến cho Putin mới đây nhất đã ra lệnh cấm mỗi người rời khỏi nước Nga không được mang quá 10.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, 10.000 đô la Mỹ thì nó cũng tương đương với khoảng hơn một tháng lương của công dân Hoa Kỳ mà thôi. Theo đó, theo lệnh của Putin kể từ ngày 2 tháng 3, nước Nga sẽ cấm những công dân rời khỏi nước này mang một số lượng tiền mặt ra nước ngoài có giá trị tương đương với 10.000 đô la. Theo đó, các ngoại tệ đều bị áp dụng bởi các lệnh cấm này. Và đây là một cái sắc lệnh do Tổng thống Nga vừa ký. Điều này nó nhằm ngăn chặn tiền vốn chảy ra nước ngoài. Và thưa quý vị, trong những ngày này, đặc biệt sau những đòn trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và phương Tây, dòng người cũng như các doanh nghiệp đang rời bỏ tháo chạy khỏi nước Nga ngày càng đông. Bởi vì một cái tình hình suy sụp của nền kinh tế Nga đang trở nên tồi tệ hơn. Đó là lý do nhiều người cố gắng giữ tiền mặt của họ an toàn. Ngoài ra, trên các đường phố của các thành phố và thủ đô Moscow, người ta thấy dân Nga đang xếp hàng dài để rút một cái lượng tiền lớn từ tài khoản của họ, của các cái máy rút tiền ATM, trong khi khả năng thanh toán của các ngân hàng Nga đang có nguy cơ chống động. Và thưa quý vị, ông Putin biện minh cho cái lệnh cấm của mình bằng các cái bước đi không thân thiện của Hoa Kỳ và các quốc gia cũng như các cái tổ chức phương Tây chống lại nước Nga. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.